cũng không lo lắng bị trả giá, nhưng cự đại huyết long kia cũng tại trong lòng của hắn giống như bóng râm bình thường tồn tại. Hắn không quên được cái kia điên cuồng mà nanh ác ánh mắt, khí tức kinh khủng một lần làm tâm thần của hắn chịu chấn nhiếp, cái kia rõ ràng chỉ là dấu hiệu mất khống chế đi. Vị kia thân là đường môn môn chủ, thậm chí có thực lực kinh khủng như vậy, thời điểm đó hắn chỉ sợ cùng với cực hạn đấu la đều có thể so sánh đấu một phen. Trên người cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy, đối với đường môn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng mà nếu như cỗ lực lượng này không cách nào khống chế lời nói, mang tới như trước chỉ có tai nạn. Từ đấu linh đại lục lúc này, liên hệ với đấu la đại lục bên kia hết sức bất tiện, cần thông qua đặc thù dụng cụ, vận dụng cực kỳ lớn tài nguyên mới có thể làm được, nhưng lại phải ở trong thiên đấu thành mới được. Lý Vân Chiến lúc này xử lý chuyện lần này hết sức là sức đầu mẻ chán, hiện tại cũng tạm thời còn không có thời gian liên hệ với đa tình đấu la. Càng để cho hắn lo lắng hơn, chỉ là vị đường môn môn chủ kia mất tích, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào. Hắn chẳng qua là nghe hắn là một môn chủ cùng với người ta thoáng nhắc tới, như là môn chủ cha mẹ xảy ra vấn đề, nhưng là tại ở trong truyền linh tháp phát hiện ra người của thánh linh giáo. Truyền linh tháp thật sự vậy mà cùng với thánh linh giáo phụng hồ giả dưới một mạch, dưới kia vẫn là dị đoán, mà lần này nhưng rốt cuộc tỏa thật. Điều này cũng có thể khẳng định, sự lấy các học viện cùng với đường môn tổng bộ bị thí thần cấp định cho hồn bạo đàn pháo tập kích, nhất định cùng với truyền linh tháp có liên quan tối. Nhưng cái này hết thảy tất cả đều không có cái kia cựu đại huyết long đối với hắn kích thích xa lớn hơn. Không chỉ là hắn, hắn tin tưởng rằng lúc ấy tất cả mọi người tại chỗ chỉ sợ đều không thể nào quên mất một màn kia. Đó thật sự là quá mức kinh người. Đấu linh đế quốc hoàng thất vốn đối với đường Vũ Lân một đoàn người đều đến đế quốc tri hậu cũng không có tiến về phía trước thiên đấu thành vô lận cùng bất mãn. Lý Vân Chiên cũng đã hóa giải ra thập phần đau đầu, nhưng mà khi linh ba thành bên này gặp chuyện không may về sau, đế quốc hoàng thất như an tĩnh. Lý Vân Chiên lúc trước nói cho đấu linh đế quốc bên kia, đường môn đại biểu cho lần này tiến về trong trước linh ba thành có một chút việc từ phải xử lý, sau đó liền tiến về phòng phía trước thiên đấu thành đế quốc bài phóng hoàng thất. Bởi vì đường môn đối với đấu linh đế quốc đặc thù tầm quan trọng, hoàng thất mặc dù bất mãn, thực lực liền nhẫn lại, nhưng điều này cũng dĩ nhiên là tạo thành. Linh ba thành chỉ linh tháp tổng bộ gặp chuyện không may, tự nhiên sẽ lại để cho hoàng thất liệt tưởng đến cái gì đó. Cuối cùng thì tại trong đấu linh đế quốc, có thể phá hủy ra truyền linh tháp đấu linh đế quốc tổng bộ thế lực lượng cũng không nhiều. Người của đường môn mới vừa rồi đã đến không lâu, giống như sự tình kiểu này, muốn nói không có quan hệ gì với đường môn ai sẽ tin tưởng. Lý Vân Chiết đương nhiên là thể tốt phủ nhận, nhưng đấu linh đế quốc phương hướng này thái độ cũng có biến hóa, trầm mặc xuống. Lý Vân Chiến lúc này hiện tại cũng không biết này là tốt hay xấu, không biết là uy hiếp đã đến hoàng thất hay vẫn là làm hoàng thất kiêng kỵ, hết thảy chỉ có thể chờ đợi vị môn chủ kia đại nhân trở lại hẵng nói sau. Linh ba thành hiện tại hoàng thành giới nghiêm, đối với ngoại tuyên bố truy nã hung thủ, còn xuất lại truyền linh tháp đám hồn sứ vội vàng cứu sống người bị thương. Nhưng mà tưởng muốn khôi phục lại truyền linh tháp khổng lồ kia như trước là cơ bản không thể nào, chỉ có thể xây dựng lại. Mà loại này kích thước truyền linh tháp đều là bảo chứa ra thăng linh đài, tưởng muốn chữa trị nó sẽ như vậy sao? Cần tài nguyên tuyệt đối còn số trên trời. Nhìn từ điểm này, Lý Vân Chiên tư tưởng tương đối hạ dần, truyền linh tháp cùng với hủy diệt đường môn tổng bộ có quan hệ, coi như là đem tất cả bọn họ phá hủy, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ cuối cùng, môn chủ lúc nào mới có thể trở về, xử lý các thất quái mọi người khác là phản hồi lại về sau, liền tu tâm tại trong tiểu điểm, cũng không có đi ra bên ngoài, còn có bọn hắn mang về một số người, toàn bộ đều tại ở trong tiểu điểm, cho dù là bên này người của đường môn, cũng không thể nào biết bọn hắn đang làm cái gì đó. Không được, không thể nào chờ đợi thêm nữa, bên này chuyện đã xảy ra nhất định là phải báo cáo với đa tình đấu la, xin hắn định đoạt đi, đây là đại sự mà, vô luận là phát hiện ra tà hồn sư tại truyền linh tháp, hay vẫn là hủy diệt rối bên này truyền linh tháp, hay là muốn lại để cho tổng bộ biết rõ. Thực tế như này, môn chủ trạng thái điên cuồng không biết đa tình đấu la có hay không là rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức là đứng người lên trên, bấm hồn đạo thông tần số, đã để cho thiên đấu thành cấp dưới an bài viễn trình trò chuyện, chính mình lập tức là chạy trở về. Đi ra khách sạn, xe đã đợi ở cửa, đang lúc hắn chuẩn bị lên xe lúc chia tay, trong lúc đó hắn cảm giác được không khí xung quanh dường như đều trở lên trong trẻo nhưng lạnh lùng thêm vài phần. Dùng hắn siêu cấp tu vi tầng thứ, lập tức thì là có phản ứng kịp, theo bản năng đưa mắt về phía một cái phương hướng.
Tầm mắt đã tới trong phạm vi, một tên thân mặc đồ trắng thể thao, nam tử chính đi về phía của hắn tới đây. Trên đầu của hắn đội mũ hơi khẽ cúi đầu, làm cho người không cách nào thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Cái kia trong trào lạnh lùng hàn ý, đúng là từ trên thân của hắn tản mát mà ra. Đó cũng không phải là độ ấm trên biến hóa, mà là một loại vô hình khí trang. Không phải là tu vi đã tới trình độ nhất định người mà không thể nào có cảm giác được. Người nọ ngẩng đầu, trong suốt ánh mắt bắn tới, chứng kiến hắn, Lý Vân Chiến lúc này hầu như suýt chút nữa thốt ra hô cầu trên môn chủ. Này đội nón thanh niên, có thể không phải là Đường Vũ Lân hay sao? Đồ thể thao làm lộ bật ra vóc dáng của hắn thong sóng, tay vượt eo ong, hai chân lúc này thon dài thẳng tắp, nhất là một in song tựa nhớ tinh thần vậy con mắt, đâu còn có nửa điểm điên cuồng mùi phí. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, nhìn qua không vui, người như trước đã tới trước mặt của Lý Vân Triết, phảng phất lại hắn về phía trước ở trong quá trình, không khí xung quanh đều trở nên chậm chạp như vậy. Lý đường chủ, để cho người lo lắng rồi, tất cả mọi người ở trong tiểu điểm sao? Đường Vũ Lân hướng Lý Vân Triết hỏi. Có, đều tại đây, bọn hắn sau khi trở về sẽ không có rời đi. Môn chủ ngày... Lý Vân Chiết lúc này hạ giọng, không tự chủ được thoáng hướng Đường Vũ Lân cúi đầu. Lý Nhân nói lúc trước là vì nguyên nhân của Thánh Linh Đấu La, để cho hắn đối với Đường Vũ Lân có một chỗ tôn kính lời nói. Như vậy bây giờ đang ở sâu trong nội tâm hắn như trước, nhiều hơn ra một phần sợ hãi. Rõ ràng đã không có lúc mới đầu kiêu ngạo, trước mặt vị này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng là có thể đơn giản đánh tan siêu cấp đấu la tồn tại. Ngoại trừ thần bất khả trắc, hắn tìm không thấy mặt khác hình dung. Đường Vũ Lân gật đầu rồi nói, chuyện lần này thật sự là xin lỗi, cho người thiệt phiền toái, chờ một chút ta tìm người. Nói xong câu đó, lúc trước không khí trở lên chậm chạp cảm giác xuất hiện ra lần nữa. Mà Đường Vũ Lân cũng theo đó, khi mà hắn thị giác bên trong biến mất, Lý Vân Chiến lúc này có một chút ngẩn người nhìn xem cửa quán rượu, mới vừa rồi đây là lực lượng lĩnh vực. Hơn nữa môn chủ giống như cũng không có trang điểm, đây tướng mạo sẵn có xuất hiện ra tại trước mặt của chính mình đấy. Bên người cũng không thiếu người đi đường, thế nhưng mà yếu tố như vậy bề ngoài môn chủ lại giống như trước cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Cả người hắn đều trở lên không giống nhau, phảng phất giống như là cả cái không gian một số, nhưng lại giống như là căn bản cũng không có tồn tại qua như vậy. Không đúng, đây không phải thuần thưởng lĩnh vực, hẳn là tinh thần lĩnh vực chứ. Lý Vân Chiến lúc này tinh thần tu vi còn không có đạt tới lĩnh vực cánh, tự nhiên không có chính thức lý giải được qua cái tầng thứ kia, nhưng hắn dù sao cũng là sơ cấp đấu la tầng thứ cường giả, còn từng thấy tinh thần lĩnh vực tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Vũ Lân lúc này mới vừa rồi cho thấy lĩnh vực một trận là hắn đã thấy tinh thần lĩnh vực ở trong mắt nhất huyền bí một loại, nói không lên lời là cảm giác gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định hôm nay nhìn thấy Đường Vũ Lân so với vài ngày trước nhìn thấy lực lượng cường đại hơn nhiều, hơn nữa không chỉ là mạnh hơn một chút đâu. Đường Vũ Lân đi nhanh vào trong cửa, cả người tinh thần trạng thái đều tùy theo đó chợt thanh tĩnh. Theo bản năng, hắn đã cảm nhận được chính mình chỗ ân cần khí tức, biểu hiện ở trên mặt không còn có như vậy phòng khinh xa vận đám. Sải bước đi ra, ngờ liền đến được lầu 2, thời gian và không gian giống như có lẽ đã không cách nào trói buộc ra chặt chân thể của hắn vậy. Khi hắn tại dã ngoài lúc thanh tỉnh trở lại, bên ngoài đã sớm đã không có tung tích của cổ Nguyệt Na, chỉ để lại một tờ giấy, để cho hắn lúc này bảo trọng, không có nói lửa mặt khác. Nhưng khi hắn đụng chạm đến trên cổ của chính mình treo đấy, cái viên này đã biến thành bạch kim sắc ngân long lần phiến. Nhưng từ lời sâu xa có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nàng, nàng ngay tại cách mình chỗ không xa. Chẳng qua chính là, chính mình lại giống như không có cách nào giống như vậy mà tìm nàng truyền tống đến bên người của nàng đi. Có lẽ là bởi vì chính mình đối với không gian nguyên tố lĩnh ngộ còn chưa rõ ràng cho lắm. Thân thể khổng lồ đã biến mất rồi, cường đại tự lành năng lực làm cho hắn tại trọn vẹn ở trong thời gian một ngày một đêm khôi phục lại. Mặc dù có một chút kinh mạch có thể tê liệt ra thống khổ truyền đến, nhưng đã tại có thể chịu đựng được ở trong phạm vi. Ngân lòng lần phiến tản mát xa nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, quanh quẩn lại ở trong lòng cũng quanh quẩn tại trong tinh thần chi hải bên trong. Đường Vũ Lân phát hiện ra, thân thể của chính mình đã có tương đối biến hóa lớn. Tinh thần chi hải so với trước kia trọn vẹn làm lớn ra 1/3 còn nhiều. Hơn nữa, tinh thần chi hải ở trong tinh thần lực lượng trở lên càng thêm xen xét. Rõ ràng cho thấy tầng 1 ra các cấp bậc, sự điên cuồng tinh thần của Kim Long Vương. Tuy cho hắn suýt nữa không thể nào khống chế được, nhưng mà làm cho hắn hấp thu ra càng nhiều Kim Long Vương tinh hoa. Tinh thần tu vi rõ ràng đột phá. Vấn đề duy nhất chính là hắn tinh thần lĩnh vực này đã hoàn toàn vững chắc, nhưng mà bởi vì thoáng một phát tăng cường ra quá nhiều, dùng về phần hắn bây giờ còn có một chút không cách nào khống chế. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Lý Vân Chiết cảm nhận được xung quanh thân thể của hắn biến hóa, đó là tinh thần lực lượng hơi không khống chế được hơn nữa đến thời gian vặn vẹo.
Cung thượng tự không cách nào khống chế, chính là băng thần chấu mang tới một ít hiệu quả. Đối với cái này phần ngoại lai hàn ý, hắn còn không có biện pháp làm được khiến cho hoàn toàn lộ liễm. Nay cần có thời gian, mà băng thần chấu tồn tại không chỉ là áp chế thổ báo, đồng thời đã ở bên trên biến đổi ra ngầm làm rượu thân thể của hắn. Nếu như nói Kim Long Phượng huyết mạch là nóng gian hỏa, huyền thiên công là nhất trùng chính bình thản hồn lực, như vậy thì băng thần chấu chính là trong chảo lạnh lùng nước. Hơn nhiều giá nhiều phần này ở trong chảo như trước lạnh lùng với thực canh trung hòa. Đường Phụ Lân ở trong cơ thể lúc trước, bởi vì đột phá đệ thập nhị tầng Kim Long Vương phong ấn mang tới kinh khủng nóng bỏng khí, khí tức bạo phát ra mà nhận được ra trong cùng với biến chất, dẫn đến hồn lực tăng lên trên diện rộng, thân thể so với trước kia thoải mái hơn nhiều. Ít nhất đệ thập nhị tầng phong ấn sau khi đột phá mang tới tác dụng phụ cũng ít hơn nhiều rồi. Loại cảm giác này là tương đối thoải mái. Hồn lực tu vi trường tiêm đột phá LV80, tiến vào trong hồn đấu là cấp độ. Đồng thời, đệ thập nhị tầng phong ấn sau khi đột phá cũng mang cho cá kim sắc hoàn hoàn thứ 6 của Kim Lương Long Vương hắn. Chẳng qua là Đường Phụ Lân tại ngắn ngồi tự kiểm thân thể về sau, bất châm đi thể hội bản thân biến hóa, liền lập tức thông qua tinh thần liên hệ, liên lạc với Lũ Hoa Tulip. Bởi vì chỗ hắn ở khoảng cách khách sạn cũng không tính quá xa, Lũ Hoa Tù Liêm cùng với các vị thiên thần thảo này, thân phận tại trải qua sinh mệnh chi trùng ban đầu tiếp tục thoải mái. Ly khai thân thể của hắn mặc dù có một đoạn thời gian, nhưng vấn đề vẫn không tính quá lớn. Thông qua tinh thần viễn trình liên hệ, Đường Phụ Lân đã nhận được một cái tin tức tuyệt vời nhất, phụ thân tình huống ổn định rồi, nhưng bởi vì tinh thần ba động cầu thông không cách nào kỹ càng,